ứng dụng tích phân. Lưu ý, nếu gia tốc biến thiên theo thời gian, AT bằng FT, thì vận tốc sẽ biến thiên theo thời gian, VT bằng nguyên hàm của FT DT. Từ vận tốc ban đầu V0, ta sẽ tìm được C bằng cách là cho T bằng 0. Vậy quãng đường chuyển động, quãng đường chuyển động S bằng tích phân cận đi từ T1, T2 của VT DT. Ví dụ 1, một ô tô đang chuyển động với vận tốc V0 bằng 10 m trên giây thì tăng tốc đạt gia tốc AT bằng 3T hình phương cộng 2T m trên hình phương. Tính quãng đường đi được trong khoảng thời gian 6 giây kể từ khi tăng tốc. Giải, ta có vận tốc VT bằng nguyên hàm của gia tốc AT, VT bằng nguyên hàm AT DT. Thì ta lấy nguyên hàm của gia tốc, 3T bình nó sẽ là T mũ 3 và 2T thì bằng T bình. Tính nguyên hàm xong ta cộng C vào. Do vận tốc ban đầu là 10 m trên giây, vào thời điểm ban đầu thì cho T bằng 0, thì ta sẽ tìm được C nó bằng 10. Thế T vào, thế T bằng 0 vào thì vận tốc ban đầu nó bằng 10, tức là ta tìm được C nó bằng 10. Vậy quãng đường hoặc đi quãng đường chuyển động trong 6 giây, quãng đường nó là tích phân cận đi từ 0 tới 6 của VT DT, tức là tích phân cận từ 0 tới 6 của T mũ 3 cộng T bình cộng 10 DT. Ta bấm máy ta tính được quãng đường nó đi được là 456 mét. Ví dụ 2, một ô tô đang chuyển động với vận tốc V0 bằng 18 m trên giây thì tăng tốc và đạt gia tốc là 72, AT bằng 72 nhân cho 3T cộng 1 lý thừa âm 3 m trên giây phương. Tính quãng đường đi được trong khoảng thời gian 1 giây kể từ khi tăng tốc. Vậy ta có vận tốc VT bằng nguyên hàm của gia tốc AT DT, thì ta lấy nguyên hàm của 72 nhân cho 3T cộng 1 tất cả lý thừa âm 3 thì nó sẽ là trừ 72 phần 6 nhân cho 3T cộng 1 lý thừa âm 2 và cộng C. Vào thời điểm T bằng 0, vận tốc là 18 m trên giây, ta thấy vào T bằng 0 vào ta tìm được hàm số C nó là 30. Vậy quãng đường chuyển động được trong 1 giây, đó chính là quãng đường, nó chính là tích phân cận từ 0 tới 1 của VT DT, tức là tích phân cận từ 0 tới 1 của trừ 72 phần 6 là trừ 12A nhân cho 3T cộng 1 lý thừa âm 2 cộng 30 DT. Và ta bấm máy tích phân này tìm được quãng đường nó là S nó là 27 m. Ví dụ 3, một ô tô đang chuyển động với vận tốc V1 bằng 2T1 cộng 9 m trên giây, sau đó chuyển hướng và chuyển động với vận tốc V2 bằng 6T2 cộng 15 m trên giây. Biết tổng thời gian từ lúc xuất phát đến khi dừng lại là 19 giây, tính quãng đường đi được. Giải,
ta có T1 cộng T2 bằng 19. Mặt khác là V1 nó bằng V2. Suy ra được 2T1 trừ 6T2 bằng 6. Ta giải cái hệ T1 cộng T2 bằng 19 và 2T1 trừ 6T2 bằng 6, tìm được T1 bằng 15 và T2 bằng 4. Từ đây suy ra được quãng đường đi được S đối với đoạn đường đầu là tích phân cỡ từ 0 tới 15 của 2T1 cộng 9TT, và khi nó chuyển hướng sang đoạn đường thứ hai đó là tích phân cỡ từ 0 tới 4 của 6T2 cộng 15TT. Vậy quãng đường nó sẽ đi được là 360 cộng cho 108 nó bằng 468m. Ví dụ 4, tính diện tích giới hạn bởi câu A, y bằng x mũ 3 trừ 4x mũ 2 cộng 2x và y bằng 3x trừ 4. Các đường thẳng x bằng trừ 1, x bằng 3. Câu B, y bằng x mũ 3 cộng 2x bình trừ 7x và các y bằng 8x. Các đường thẳng x bằng trừ 4, x bằng trừ 1 và x bằng 4. Đấy, câu A thì ta có fx trừ gx nó sẽ là x mũ 3 trừ 4x bình trừ x cộng 4 bằng 0, và ta bấm máy fx trừ x bằng 0, tức là ta sẽ tìm được là x bằng trừ 1, x bằng 1 và x bằng 4. Do đề bài yêu cầu tính tích phân đi từ diện tích giới hạn bởi đường thẳng x bằng trừ 1, x bằng 3, cho nên cái nghiệm x bằng 4 này nó nằm ngoài cái vùng yêu cầu, ta bỏ đi. Diện tích S nó bằng tích phân cỡ từ âm 1 tới 3 của fx trừ x, tức là tuyệt đối tích phân cỡ từ âm 1 tới 3 của x mũ 3 trừ 4x bình trừ x cộng 4 dx. Thì ta nhìn lên cái vùng cái trục là đề bài yêu cầu, ta sẽ có diện tích nó sẽ bằng tuyệt đối tích phân cỡ từ âm 1 tới 1 cộng cho diện tích cộng cho tuyệt đối của tích phân đi từ 1 tới 1 của cái fx trừ x, và nó sẽ bằng 16/3 cộng cho 32/3 bằng 16. Tương tự câu B thì ta có fx trừ gx nó sẽ là x mũ 3 cộng 2x bình trừ 15x, và ta cho fx trừ x bằng 0, tức là x mũ 3 cộng 2x bình trừ 15x bằng 0, ta sẽ tìm được x bằng âm 5, x bằng 0, x bằng 3. Vậy cái diện tích của nó, S nó sẽ bằng tích phân cận từ âm 1 tới 4, thì bài yêu cầu là giới hạn bởi đường thẳng âm 1, 4 của tuyệt đối fx trừ x, tức là tuyệt đối của x mũ 3 cộng 2x bình trừ 15x dx. Thì ta thấy là trong vùng trừ 1 tới 4 nó có hai nghiệm là 0,3. Vậy lúc này diện tích nó sẽ bằng trị tuyệt đối tích phân cận từ âm 1 tới 0 cộng trị tuyệt đối tích phân cận từ 0 tới 3 và cộng cho trị tuyệt đối tích phân cận từ 3 đến 4. Thì tích phân ở đây chính là fx trừ x. Từ đây ta sẽ tính được là S nó sẽ bằng là 95/12 cộng 117/4 cộng 191/12 và nó là 637/12.